Quy Phúc tham gia chương trình triển lãm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành hữu nghị tại Savannakhet lần thứ 4, được tổ chức tại khu triển lãm Savan E-Tech, Lào. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Lào. Tham gia triển lãm, gian hàng Quy Phúc trưng bày và giới thiệu đến khách tham quan những sản phẩm nội ngoại thất inox nhựa chất lượng cao, thẩm mỹ, khác biệt, với mong muốn kết nối với các khách hàng, đối tác tiềm năng, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu sang Lào và các nước trong khu vực. Tự hào thương hiệu quốc gia.